Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Vậy thời tiết ở khắp các vùng miền trên cả nước có thuận lợi hay không? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Tại Bắc Bộ, đã 2 ngày qua ở hầu khắp Bắc Bộ đều duy trì kiểu thời tiết ổn định khi trời phổ biến không mưa, ngày có nắng và nhiệt độ ở mức vừa phải. Vào đêm và sáng tiết trời se lạnh với nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, nhưng ban ngày nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, mức là từ 28 đến 31 độ. So với những ngày đầu hè thì mức nhiệt này vẫn còn ở ngưỡng vừa phải và dễ chịu. Trong ngày hôm nay, thời tiết vẫn chưa có nhiều xáo trộn trên khu vực Bắc Bộ. Trời chỉ nhiều mây về đêm và sáng sớm. Lúc này thời tiết khá mát mẻ với nhiệt độ đang dao động từ 21 đến 24 độ. Cảm giác lạnh chỉ còn hiện hữu ở vùng cao. Đến trưa chiều trời nắng ráo và nhiệt độ tăng lên trong khoảng từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Tuy nhiên, đến khoảng chiều muộn, khu vực Tây Bắc khả năng sẽ có mưa rào và dông rải rác do ảnh hưởng của quá trình hội tụ trên mực 5.000m. Người dân cần chú ý trong cơn dông đề phòng khả năng có lốc sét và gió giật mạnh. Lưu xuống Trung Bộ, ngày hôm nay thời tiết trên toàn miền Trung sẽ duy trì ổn định. Dự báo dọc các tỉnh ven biển phía Bắc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, ban ngày có nắng và nhiệt độ cao nhất ngày, phổ biến ở khoảng từ 30 cho tới 33 độ. Các tỉnh thành còn lại từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng phổ biến không mưa, thời tiết mát mẻ trong buổi sớm. Đến trưa chiều, nhiệt độ tăng lên nhưng biến đổi không nhiều so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng từ 32 cho tới 34 độ. Đến với phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn chủ đạo có nắng nhiều vào ban ngày. Trong đó, khu vực miền Đông Nam Bộ có xuất hiện nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên duy trì ở mức cao từ 31 đến 34 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ là từ 33 đến 36 độ. Riêng ở miền Đông Nam Bộ có nơi còn cao hơn. Do vậy, quý vị nên hạn chế ra ngoài trời vào khoảng thời gian từ 11 giờ trưa cho tới 15 giờ chiều. Lưu ý riêng đối với khu vực Nam Bộ do nằm ở rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục khoảng từ 4 đến 7 độ vĩ Bắc, nên khoảng chiều tối sẽ xuất hiện mây dông gây mưa trên khu vực này. Do vậy, khi tham gia giao thông vào khoảng thời gian này, quý vị cần chú ý đề phòng khả năng xuất hiện mưa dông kèm các hiện tượng cực đoan nguy hiểm như là lốc, sét và gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết trên các vùng biển. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió đông đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển phía Nam bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, thịnh hành gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên, cần chú ý ở vùng biển phía Nam xuất hiện mưa dông diện rải rác, làm giảm tầm nhìn xa xuống từ 4 cho tới 10 km. Như vậy là ngày hôm nay, thời tiết ở cả 3 miền đất nước đều có xu hướng tạnh ráo và có nắng vào ban ngày. Ngoài ra, mưa dông cục bộ có khả năng xuất hiện vào khoảng chiều tối và tối, kèm hiện tượng cực đoan nguy hiểm nên người dân cần hết sức đề phòng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thank you.